Kênh ăn lò tay cao bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn Viết Sang, địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Viết Sang. Tránh sao? Mến chào lời TK Bonsai. Kính chào cô chú đã ủng hộ em thời gian qua. Đầu năm mới xin gửi lời chúc sức khỏe. Hôm nay em có lô hàng về giao lưu. Nguyệt quế, sứ thái, mai chiếu thủy, chùm ruột, ngâu, bằng lăng cổ, kim quýt cổ, rồi nu gò công, khế gân, lâm dồ. Nhà vườn em ra đây là Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0746877769. Xin phép cô chú vào mã số Nguyệt Quế. Nguyệt Quế, cái lô Nguyệt Quế này rồi nhiều cây là tập trung là lá sắn bông chùm, ngọn phản ngón tay cái, tổng cao 30, đường kính 38. Hoành vị trí 30, hoành thân 28. Cây này đế dày đặc, cái cốt cành nó nhiều lắm, nhiều dư cốt cành, búp măng. Mã số 1, giá 620 bao ship. Mã số 2, bằng lăng bông tím, bằng thân dùng Lai Vung, Đồng Tháp. Cao vị trí này 1,5 m, trên 2 tấc là 1,7 m. Nó nu cục cục. Đường kính tán là 72. Cái cây này đúng ra chiến rồi bán rồi, nhưng mà cái vấn đề cái nhánh, nhánh gối sợ gãy không xong. Cái đọt đã lên nhánh xa. Cái cốt cành ngoài này á, là nhánh nó có ra ngoài này, nhưng mà em giật cốt cành đặng gối sao đỡ gãy, đặng gối ra Hà Nội được. Cho nên em mới giật cốt cành thì trong này nó mất mấy cái đọt non ở trong này rồi. Cái này hai thân. Một cốt hai thân. Đường kính 60. Hoành 58, quay bạn Hiền. Cái này có cái lưng đó làm sao? Rễ chân nơm, rễ to đùng, ngưng quay. Cái rễ chỗ lưng này là 38. Nặng lắm cô chú. Cái bằng lăng nó cũng hơi giòn bởi em giật cốt cành để ship nó bị gãy. Lỡ mà giao ra tới Hà Nội mà nó lỡ bị gãy một hai nhánh nhỏ, cô chú nhận giùm ơn. Tại vì cái này mình còn giật chút nữa, đặng chủ yếu là bằng lăng là mình lấy cái độ nu, lấy cái độ nu sát thân. Cái này nặng. Tạm thời mã số 2 bán 2,6 triệu, ship 200 cây, xa hơn thương lượng. Mã số 3, da đen nu gò công, trung nu gò công. Vị trí này là 10 cm. Vị trí này là 16 cm, cái loại sắp đế. Mặc dầu chưa để chậu chứ để chậu vô cũng không nhiêu tiền, nó nâng giá trị lên. Cô chú nữa thay chậu đẹp giùm ăn ơn. Mã số 3. Sắp đế liền khừ rễ to, mã số 3 giá 320 bao ship. Mã số 4. Nguyệt quế. Ngọn 10 cm. Cao là 41. Em lấy thước dây thẳng cho cô chú chọn chậu dễ. Là 38. 48. Đường kính là bầu 48, búp măng. Cây búp măng. 53. Hoành vị trí. Cái này em để hoành vị trí của chú. Hoành thân 50 đi. Nhưng mà 53, hoành thân 50 cũng to. Cốt cành chà bá, dư cốt cành lực. Cây cốt cành đẹp. Đế tròn quay. Mã số 4 giá 2,2 triệu bao ship. Sam hương. Ngọn khoảng 12 cm. Cao là 22, lùng lực. Cái tay cành bự hơn 4 tay. Quá đế. 41. Hoành thân 40. Búp măng. Mã số 5 giá 520 bao ship. Nguyệt quế. Lá sắn bông chùm. Cái ngọn ngón tay cái. Cái này nó nghiêng nhẹ cô chú trồng đứng được. 70. Ở trên này nó có một cái lỗ sao nó xăm. Cái này cái cành. Cái cành.
Mấy này nó giữ nữa giữ hết. Chưa có vệ sinh, chưa có tha keo của chú à. Đường kính bình quân là 5-6. Đế lực, cành lực 51. Hoành vị trí 51. Quá chừng cái cũ. Nếu nó nồi to lắm. Thử thử cái này. Thử thử củ đặc. Củ đặc 108. 108 vị trí này. Mã số 6. Giá 2,4 triệu bao ship. Bông giấy vị trí này là 30. Cái này nó bị gãy. Vị trí này 22. Cây này nằm trong chậu lâu rồi. Cái cũ là 90. Mã số 7 giá 320 bao ship. Nguyệt quế. Nó ngọn ngón tay cái. Vị trí này là 46. Vị trí này 38. Lô nguyệt quế này cốt cành nó tứ diện mà nó lùng lực. Đường kính là 46. Mã số 8. Giá 1 triệu bao ship. Mã số 9. Vị trí này là 55. Vị trí này là đường kính là 33. Cây này đưa giá sát không còn bớt. 35, 34. Cái tàn gớt gớt cũng hay. Mã số 9 giá 720 bao ship. Mã số 10. Ngọn 17. Cao là 62. Được quế em làm phôi mà em bứng bầu. Bự cho nó độ an toàn nó cao. Đường kính dài là 72. Dư nhánh thở. Hoành vị trí 37. Cái nồi này dữ lắm cái nồi này. Cái nồi này nó dày bịch hết trơn. Mã đường thân nó nu cục cục. Mã số 10 giá 1,6 triệu bao ship. Ngọn 15 sen, nu gò công, da đen. Cục cục cái loại nu này nu cục cục rồi. Cái cục nó nu không thua mặt khỉ. Cao là 40. Đường kính là 42. Vị trí này là 46. Nu gò công mà 46 là to rồi. Lâu năm mà. Mấy cái này là cả chục năm mới được về. Mã 11 giá 1,2 triệu bao ship. Ngọn 10 sen. Nguyệt quế. Lá sắn bông chùm. Cao là 44. Đường kính dài là 45. Rễ cũ. Cành đều. Hoành 37. 37 hoành thân 35. Mã 12 giá 900 bao ship. Mã 13 khế gân. Nghiêng vị trí này 56. Đường kính bầu là 34. Cái này dài lắm già. Cốt cành người ta làm gì cũng lâu lắm à. Chỗ cục u này 30. Cái bệ này là 60. 60.
mã 13, giá 820 bao ship. Mã 14, khế chua, cao 1m7. Cái cây này đúng ra là em bán 2-3 mối ở miền Trung, Bắc ba là bán rồi mà mất tiêu. Mà cũng vì vấn đề mà cái nhánh đó, sợ gãy, chuyến này em cắt vô luôn. Cao 1m7, cắt vô sợ gãy, ship sợ gãy mà 2-3 người mua 110. Chuyến này em cắt vô nhờ mấy ông anh ông chú chuyến rồi theo dõi thấy thì có chốt thì chốt, em sẽ gửi lại theo địa chỉ cũ. Vị trí thoát thân nè, 6-7. Em cân dây thẳng không được, em cân dây dùng cô chú ơi. Cân dây dùng là 122 đường kính. Như vậy thì cái đường kính nó khoảng cỡ đường kính thẳng khoảng 113 có trên. Cái hoành thân nằm ở đây, hoành thân 6-7. Cây này có chặt nở, xuống đây là xuống đây to. Khế chua không có mục. Ở trong này là cái hối chứa nước nó không có mục. Hồi nhỏ ta cỡ 10 trên 10 năm ta cắt ở chỗ này nó liền hết rồi. Cái cốt chi này là trên 10 năm rồi, tại bẻ dây nhôm nó lâu lớn lắm. Mã này mã 14. Cô chú có gợi ý Zalo thì em sẽ chụp hình bổ sung. Tại vì thời gian quay của cây này nó ngắn cho nên là không có rõ, chụp hình bổ sung Zalo. Mã số 14 bán 9 triệu bao ship 200 cây, xa hơn thương lượng. Mã 15, mai vàng. Cao là 136. Cây tàn dù. Thoát thân là 88. Đường kính 40. Rễ cũ. Vị trí này 37. Mã 15. Giá 1 triệu 2 bao ship. Ngọn ngón tay cái. Cái này làm cái trực bay được. Bay 42. Ngọn vị trí này là 29. Đường kính là 52. Đường kính bình quân bầu tròn 52. Cành đủ. Cây này khéo cây, cốt cành dưới đế liền. Vị trí là 47. Cây này có chặt nở 47, hoành thân là 45. Cái cũ dữ lắm, cũ. Cũ vị trí đó là 100. Mã 16 giá 1 triệu 8 bao ship. Cái lâm dồ. Cái lâm dồ là cái lá nó dày hơn. Cái đuôi này nó ngắn hơn cây bồ đề. Cây này đẹp. 13 sen. Vị trí này 54. Tổng vị trí 70. Cây này được cốt cành đó ta. Nó to. Cốt cành 16. Vị trí này là 33. Vị trí này là 73. Cái này giống như cái núi, giống như cái tháp. Giá này chủ yếu là rút vốn cô chú à, không có lời lớn gì đâu. Mã 17 giá 1 triệu 2 bao ship. Bán cho cô chú chơi luôn. Cái nào là lời được lời, cái nào là lấy vốn. Ngọn là 9. Cao 99. Màu đất quá khứ, đường kính.
đường kính là 63, cây 2 thân. Vị trí này 55. Mã số 18 giá 1,8 triệu bao ship. Mã 19, mấy hàng da đen gò công này, mặc dầu thấy vậy chứ em để giá mấy cái này là mà chắc không có bớt cô chú, tại mấy cái này nó cũng mắc tiền. 20 sắp đế, bán dưới 500 là giá mềm luôn, chủ yếu là lời chút chút là em đẩy đi. Mã 19 giá 380 bao ship. Nửa cây này nặng cho em cắt chỗ này một tí, cắt cái ngọn chút xíu. Ngâu tổng cao 70, đường kính là 44, ngâu là trái vàng bông vàng. Thấy chưa, cái cây này nó to, to đùng. Lô ngâu chỉ gọi mấy cây đẹp đẹp cũng có lời, mấy cái này chủ yếu là lỗ cũng không sao. Hoành 60. Mã 20 giá 1,6 triệu bao ship. Khế gân vị trí lại ở đây là 69, vị trí này là 100, đường kính dài là 53. Lấy chỗ to to này là 36. Cây này nó có hay là có thế bắt cầu. Đây bắt cầu ở đây. Đây bắt cầu ở đây. Đây bắt cầu ngược qua đây. Khế gần thế bắt, khế bắt cầu là cũng hiếm cơ, hiếm thế. Cái lô bự cù cây này. Mã 21 giá 1,9 triệu bao ship. Mã 22 sứ Thái, cây này cốt giót, ngọn là hoành thân là 25, vị trí này là 34, tổng vị trí là 68. Quá chuẩn cũ. Mặc dầu nhỏ nhưng mà nó có độ già, tại vì người ta nuôi gì mua từ bằng cùm tay, người ta nuôi gì bỏ chậu quá lâu. 82. Cái dòng sứ thường thường theo em thì em cũng không rành gì kỹ thuật, nhưng mà khi gói hàng đi, cô chú cho bỏ ra hết đất cũng được đó. Nó khô khô về trồng nó mạnh. Thứ nhất là cái tiền ship nó nhẹ, thứ hai là nó khô khô mà nó dễ sống. Để em khống chế giá, thay vì em bán 900 triệu bán 800 bao ship không chậu. Mã số 22. Sam hương nghiêng là 29, hoành là 31, hoành thân 30, cái nồi dữ lắm, cái nồi 2 tay 4 tay, cái nồi này khoảng 80, ghế to. Cái lô sam hương này đẹp. Mã 23 giá 580 bao ship. Nguyệt Quế cao là 72, đường kính bình quân là 57, em có chiều heo. Đế liền khừ, cái này của một cái cây gì chứ không phải cái này của cái cây khác. Ghế liền khừ, hoành 33. 33. Mã 24 giá 1,3 triệu bao ship. 25 chiều cao không đáng kể, hoành là 22, đế liền khừ. Cái này vô cái chậu 20-30 ngàn
ba bốn chục cũng được, giá trị tăng lên gấp đôi, để dài cái cục gông lên giá trị gấp đôi cô chú ơi. Em bán theo thôi, vô tình nó rẻ. Mã 25 giá 480 bao ship. Mai chú thủy da đen nó lớn, cao là 96. Đường kính là 53. Đường kính 53. Tổng nồi là 113. Nhiều cây em lu bu em không có tháo ra. Cây này tháo ra là cái bể đặc hừ. Nặng phí lắm cô chú à. Mấy cây này mà mấy cô chú Hà Nội mua bán luôn. Chứ thật ra mấy cây này bán ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều khi kiếm chút chút. Mã 26 giá 800 bao ship. Sam hương cao là 25. Sắp đế, loại sắp đế. Hoành thân 24. Nhà vườn em ở nơi đây là Tân Hòa, Lê Dung, Đồng Tháp. Số Zalo của anh mà 0746877769. Mã 27 Sam hương. Cái nồi dữ lắm nồi. Mã 27 giá 390 bao ship. Mã 28 sứ Thái. Cái này giống như con lạc đà, cái ngọn bằng ngón tay. Vị trí này là 24. Vị trí này là 29. 29 vị trí này. Cây này khéo cây. Cái cũ này là 79. 79 nằm vị trí này. Nơm công là 36. Xin phép vũ bầu khô trồng nó mạnh cô chú ơi. Cái dòng sứ với bông giấy là vậy. Đặng mà bán cho nó rẻ rẻ lại. Mã 28 ship vũ rẻ. Giá 800 mã 28 cây sứ Thái. Ngâu. Bông vàng trái vàng. Cao là 47. Đường kính là 43. Vị trí này là 25. Cái củ to. Mã 29 giá 520 bao ship. Mã 30 chùm ruột. Tổng cao là 72. Hai thân. Cái này gì bẻ chi được, bên đây một tay lấy tay đen tay lấy đỉnh luôn. Chùm ruột làm mứt được. Ăn sống chấm mua ớt được. Cây này sát to. Cái thân thấp này là 54. Đế đều. Lấy cái lửng này đi cô chú ơi. Cái lửng này 74. 74 là cái lửng này. Cái hoành thân 70 đi. Mã 30. Cái này khi ship nó nhầm khi cái bộ nặng nó giặt mấy cái nhánh này nó gãy mấy cái nhánh này cô chú nhận giùm ăn hơn. Thật ra nè, cô chú cắt sát vô là nữa nó ra lại. Tại vì cái này nó đã thần rồi. Có 1 triệu mấy mà có cây tầm vụ khổng lồ luôn. Mã 30 giá 1 triệu 6 bao ship. Khế chua 31. Ở trên này có con sâu ống mà nó chết rồi. Vị trí này là 18. Lấy cái ngọn đây đi. 25. Mặt thẹo. 18. Cái nồi là 92. Mã 31. Cây này quái. Rất rẻ luôn. Còn cây cú liếp nữa hết cô chú ơi. 31 giá 420 bao ship. Còn cây ngâu cổ nữa. Hết. À, xin phép cô chú mã số cuối luôn cô chú ơi. Mã số 32. Ngâu. Cái vị trí này là mét gử. Mét gử nằm đây. Mét gử nằm đó. Dưới đây là 1m4 nữa là 2m9. Nếu mình tính theo đường cong là 2m9.
Em kể 2 mét rưỡi thôi. Ở đây mét rưỡi qua mét 9 nữa. 1 mét 9 kể mét 7 thôi. Ở trên này nó có một cái ngọn. Mấy cây này nó liền khừ à. Nó cốt cành đây. Một ngọn với một cái tay. Đây tay nó cũng như là 3 cái chớp à. Đây tay nó là được 4 cái chớp, đây cái được 5 chớp. Cái cây này nếu mà trồng bay nữa được cô chú ơi. Trồng dày nữa được. Tại vì cái rễ này nó không có dẫn nè. Đường kính là 54. Ngâu là cây này liền khừ 31 vị trí này. Rễ quá giống như cái củ mai, giống như củ sứ. Cái cây này là được cái là nó không có mục. Mà cái tay nó cân đối với được cái là cây dáng bay. Cây này em ship thương lượng ship toàn quốc luôn. Em tạm thời để cái giá là 3,6 triệu. Bao ship 200 cây. 3,6 triệu bao ship 200 cây. Chứ cây này ở bán miền Bắc thì em vẫn bán luôn. Cây này cũng cây cuối luôn cô chú ơi. Cái bầu cứng ngắc à, cô chú yên tâm cứng ngắc à. Mã số là 32, giá 3,6 triệu bao ship 200 cây, xa hơn thương lượng. Rất mời ơn LTK Bonsai. Rất mời ơn cô chú đã ủng hộ em thời gian qua. Trân trọng biết ơn và kính chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Viết Sang để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.